xin nhiên liệu hydro của Toyota Mirai đi được khoảng cách kỷ lục giữa các lần đổ xăng với sự trợ giúp của các siêu máy lạnh chuyên nghiệp và bảo trì đơn giản. Xe điện chạy pin hiện đang là niềm tin của quả bóng xe hơi xanh. Nhưng chiếc Mirai chạy bằng hydro của Toyota là một trường hợp hấp dẫn khi giữ lời mời tham dự bữa tiệc dành cho xe điện chạy bằng pin nhiên liệu. Để minh họa, Toyota đã yêu cầu kỷ lục Guinness Thế giới về quãng đường dài nhất mà một chiếc xe chạy bằng pin nhiên liệu đi được mà không cần tiếp nhiên liệu, hoàn thành chuyến đi dài 845 dặm quanh Nam California. Nỗ lực lập kỷ lục diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 8 năm nay với vận động viên lái xe siêu tốc chuyên nghiệp Wayne Z ngồi sau tay lái và Bob Winger là phụ lái của anh ta. Sau 5 phút đổ đầy, chiếc xe tăng của Mirai 2021 đã được niêm phong và chứng nhận bởi các quan chức của kỷ lục Guinness Thế giới trước khi nhóm khởi hành từ trung tâm kỹ thuật Toyota ở Gardena, California. Mirai đi đến San Isidro, sau đó là Santa Barbara, sau đó tiếp tục đi dọc theo đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương qua Santa Monica và Malibu trước khi quay trở lại Gardena. Nhóm nghiên cứu đã quay trở lại TTC với 473 dặm được ghi lại bằng GPS. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã chứng nhận rằng bình H2 của Mirai vẫn được niêm phong khi bắt đầu và kết thúc nỗ lực lập kỷ lục. Vào ngày thứ hai, đội lại tiếp tục lái xe, ghi thêm 372 dặm trên đường vòng địa phương trước khi quay trở lại TTC với tổng số 845 dặm đã lái. Các quan chức Guinness sau đó xác nhận rằng niêm phong xe tăng của FCEV không hề bị giả mạo và bắt đầu quá trình chứng nhận nỗ lực lập kỷ lục. Toyota cho chúng tôi biết rằng Mirai đã đi được trung bình 152 dặm cho mỗi ga lông tương đương và tiêu thụ tổng cộng 5,65 kg hydro trong 2 ngày thử nghiệm. Với khí thải duy nhất của nó là nước, nhà sản xuất ô tô ước tính rằng một chiếc sedan chạy bằng động cơ đốt sẽ thải ra khoảng 664 pound CO2 trong cùng một quãng đường. Tôi đã tính toán các con số của EPA để tự mình làm phép toán và ít nhiều kiểm tra được một chiếc Toyota Avalon V6 có kích thước tương tự sẽ thải ra khoảng 352 gram mỗi dặm, tổng cộng 658 pound CO2 cho tổng quãng đường. Bob Carter, giám đốc điều hành của Toyota Bắc Mỹ, chấp nhận kỷ lục Guinness Thế giới chính thức với chiếc Mirai được xác lập kỷ lục. Chiếc xe bị giữ kỷ lục chưa qua sửa chữa, Toyota cho rằng khả năng vận hành trong phạm vi mở rộng của nó là sự kết hợp của việc bảo dưỡng và căn chỉnh bánh xe thích hợp. Áp suất lốp được tinh chỉnh và kỹ thuật lái xe siêu tốc. Bob Carter, phó chủ tịch điều hành của Toyota Motor Bắc Mỹ cho biết năm 2016, Toyota Mirai là chiếc xe điện chạy bằng pin nhiên liệu sản xuất đầu tiên được bán lẻ ở Bắc Mỹ. Chúng tôi tự hào là nhà lãnh đạo của công nghệ thú vị này. Đây chỉ là một trong những dòng xe không phát thải đang phát triển trong danh mục đầu tư của chúng tôi. Chia sẻ hữu ích nhé!